Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là bà Nguyễn Phương Hằng đã giữ đúng lời hứa của mình đối với cộng đồng mạng, và bà ấy cũng đã giữ lời đối với những YouTuber thách thức bà ấy. Tôi đã dành thời gian để nghe và xem hết cái chương trình hôm qua của bà ấy. Và cái điều đầu tiên mà diễn đàn 26 ghi nhận đó là đã có cái sự thay đổi theo cái chiều hướng tích cực trong cái ngôn từ sử dụng. Có đôi chỗ xưng hô thì hơi nghịch nghĩ một chút, nhưng mà cũng không quá nặng nề. Nhìn chung đây là cái chương trình an toàn và có giá trị thông tin. Về cơ bản đó, thưa quý vị, thì tôi nghĩ rằng cái buổi nói chuyện hôm qua là buổi nói chuyện khá thuyết phục, bởi những gì bà đưa ra đó thì đều có những dẫn chứng cụ thể. Tôi có cảm nhận rằng bà ấy đã biết lắng nghe lời khuyên chân tình của những người hâm mộ và của một số anh em YouTuber. Nếu mà cứ nói chuyện như thế này và chịu khó chỉnh sửa đôi chút trong phát ngôn đó, trong xưng hô đó, ví dụ như không mày tao này, không thằng này thằng nọ này, con này con kia này, thì tôi nghĩ bà ấy sẽ ghi điểm rất cao trong lòng người hâm mộ và cư dân mạng. Về nội dung của buổi nói chuyện đó, với diễn đàn 26 thì không có gì là bất ngờ. Đó là những gì mà diễn đàn đều đã đề cập trong chương trình của mình. Tuy nhiên đó, thì bà Hằng đã đưa ra được những dẫn chứng hết sức là cụ thể. Mọi chuyện đã rõ ràng hơn và đã tạo được niềm tin đủ lớn cho những ai thực sự quan tâm và đặt lợi ích chung, lợi ích đất nước lên trên và lên trước. Thì cụ thể, cái thứ nhất đó, đó là cái chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Đình Tuệ của gia đình sư Minh Tuệ đó. Thưa quý vị có biết Thiên Đình Tuệ là gì không ạ? Ý của người ta đó, Thiên Đình Tuệ là trời định cho tuệ. Diễn đàn 26 thì không, xin phép không bình luận gì thêm, quý vị tự hiểu. Công ty này là công ty người nhà của sư Minh Tuệ, được thành lập vào tháng 6 năm 2024. Điều mà diễn đàn 26 quan tâm đó là cái câu chuyện kêu gọi quyên góp của công ty này như bà Hằng đã thực hiện tin báo và đòi hỏi sao kê. Tôi nghĩ là cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc để làm sáng tỏ thôi. Làm sáng tỏ để làm gì? Để ngăn chặn tình trạng lợi dụng và lừa đảo niềm tin. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà tôi quan tâm là cái câu chuyện về các tổ chức phản động ở nước ngoài, cụ thể là tổ chức khủng bố Việt Tân, đã lợi dụng hình ảnh sư Minh Tuệ để xuyên tạc, để xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, vu khống chính quyền Việt Nam, là bắt sư Minh Tuệ rồi đàn áp người tu hành, rồi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do tôn giáo. Và thưa quý vị, cái câu chuyện xuyên tạc vu khống này đó đã được đẩy lên cao khi mà có một người dân biểu đưa cái câu chuyện này ra để mà xuyên tạc, để vu khống Việt Nam ngay tại Hạ viện Mỹ. Và bà này yêu cầu chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào cái diện theo dõi đặc biệt về tôn giáo và phải trừng phạt kinh tế. Người dân biểu này thì cũng cho hay đó là đã gửi văn bản kiến nghị ra Liên Hiệp Quốc. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thưa quý vị, thì tôi rất quan tâm đến cái câu chuyện mà bà Hằng loan tin là hầu hết những người ủng hộ sư Minh Tuệ là người theo đạo Công giáo. Đây là cái câu chuyện rất lạ, xưa nay chưa từng có. Tôi cho rằng đây là cái câu chuyện không bình thường chút nào. Rõ ràng với những vấn đề đó trên đó, thì cái câu chuyện về sư Minh Tuệ không còn đơn giản nữa đâu, thưa quý vị. Nó đã thuộc về các câu chuyện của quốc gia và thậm chí là nó còn mang màu sắc quốc tế nữa. Nó không còn là các câu chuyện tôn giáo mà nó được đẩy sang cái vấn đề chính trị. Và đương nhiên, nếu như không có biện pháp đủ mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn về vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, thì tôi đang ở quê về công tác và đang chuẩn bị có cái chuyến công tác ngoài tỉnh, cho nên là tôi không thể lên hình như mọi khi được. Và tôi sẽ trở lại những cái câu chuyện này vào những ngày cuối tuần. Mời quý vị đón xem phần cuối của cái chương trình ngày hôm nay đó.
Thì mời quý vị xem clip sau đây. À, vâng, hello, em chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì cô Phương Hằng cũng có nhắc đến tên Hoàng Sáu TV, nên là em cũng làm video này để gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng. Bởi vì là em thì đã lấy hình ảnh của cô, cũng như là đã lấy cái âm thanh của cô Phương Hằng để phân tích. Thì cũng chỉ vì là em cũng có một chút trong cái sự bức xúc khi mà cô Phương Hằng có nhắc đến thầy Minh Tuệ, nên là em đã làm những cái video để nói những cái sự việc mà không tốt về cô Phương Hằng. Thì trước hết thì em cũng xin lỗi cô Phương Hằng, có thể là bỏ qua cho Hoàng Sáu TV. Thực ra thì em cũng không có ghét gì cô Phương Hằng cả, bởi vì là cô cũng là một người tốt, em vẫn nhắc mà. Thì trong tất cả các video thì em cũng đều gọi là cô Phương Hằng, chứ không bao giờ em dành những cái lời nói gì đó nó nặng với cô. Và cũng không biết nói như thế nào để mà cô có thể hiểu cho Hoàng Sáu TV. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng là em thì cũng không có ý gì cả, mà chỉ cái mục đích là câu view câu like. Thì lên cái mục đích ở đây là nói trong cái sự việc của thầy Minh Tuệ. Thì em ủng hộ thầy Minh Tuệ, nhưng không có đồng nghĩa với việc là em ghét cô Phương Hằng. Đó, thì em thì cũng không có gì để ghét bỏ cô Phương Hằng cả. Nhưng mà do là em đã lấy những hình ảnh của cô, lấy những cái ghi âm của cô, thì đó đã là cái sai. Đó, nên là trong video này thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, và mong cô có thể hoan hỷ và bỏ qua cho Hoàng Sáu TV. Bởi vì thực ra là em thì cũng không có ác ý gì cả, mà chỉ với mục đích là đăng video lên để phân tích và nói những cái lời lẽ nó không hay và làm cho cô cảm thấy khó chịu. Thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong cô sẽ bỏ qua. Và khi tất cả mọi người xem được video này thì cũng mong tất cả mọi người sẽ lan tỏa để chia sẻ cho cô Phương Hằng được biết rằng là em thì cũng rất là thành tâm, bởi vì em cũng không có ghét bỏ một cái điều gì cả, và cũng không phải là em một cái thù hằn gì cả, mà em cũng không có ghét cô Phương Hằng. Mà em cũng nói với mọi người là em cũng tán thán những cái việc làm tốt đẹp của cô. Thì chắc chắn là em thì không thể nào mà so sánh với cô Phương Hằng được. Đó, bởi vì là em thì là một cái người gọi là làm YouTube thôi, còn cô Phương Hằng thì là một doanh nhân, cũng như là một CEO. Thì trong video này thì em cũng gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong muốn cô Phương Hằng xem được video này và cô sẽ bỏ qua cho Hoàng Sáu TV. Và em xin cảm ơn cô rất nhiều. Và những video mà em nói về cô Phương Hằng thì em cũng đã gỡ bỏ hết, để thể hiện rằng là mình cũng rất là chân thành, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho. Và từ nay thì em cũng sẽ không có những cái lời lẽ gì đó để mà xúc phạm cô Phương Hằng nữa. Thì kết thúc video này thì em cũng xin cảm ơn cô khi cô đã xem video này, và mong cô sẽ hiểu được rằng là Hoàng Sáu TV cũng gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng. Và tất cả các video đó thì em cũng đã gỡ bỏ hết rồi, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho Hoàng Sáu TV. Và em cũng xin chào tất cả mọi người, em chào tạm biệt cô Phương Hằng. Kính thưa quý vị, Hoàng Sáu là một YouTuber đã sản xuất ra nhiều cái chương trình chửi bới nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng trên sóng của Hoàng Sáu TV. Người này thì đã góp phần tích cực làm suy đồi văn hóa ứng xử trên không gian mạng chỉ vì câu like, câu view. Tối hôm qua thì Hoàng Sáu đã làm clip xin lỗi bà Nguyễn Phương Hằng, như quý vị đã nghe rồi đó. Ông ấy cũng đã cho xóa toàn bộ những clip chửi bới xúc phạm bà Hằng. Rõ ràng qua cái clip này, qua clip xin lỗi này đó, thì chúng ta có thể biết được rằng trong số YouTuber chửi bới xúc phạm bà Hằng đó, thì có những kênh chửi bới vì câu like, câu view, chứ không phải vì cái sự phải trái đúng sai. Điều này thật là buồn, thật là đáng buồn, khi mà danh dự là cái điều thiêng liêng nhất của con người chỉ được đánh đổi bằng số lượt view, số lượt like. Và kính thưa quý vị, nó cũng đã chứng minh một điều rằng đó, không phải kênh YouTube nào chửi bới xúc phạm bà Hằng cũng vì sư Minh Tuệ cả. Hóa ra sư Minh Tuệ cũng đã bị họ lợi dụng chỉ vì like, vì view, vì tiền, và cũng có thể là vì mục đích nào khác nữa. Dẫu sao thì tôi cũng cho rằng đây là cái hành vi ăn năn hối lỗi đáng ghi nhận, và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, tiếp tục là bài học cho những ai tự cho mình cái quyền được nhục mạ, được chửi rủa người khác. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những quý vị đã đồng hành, đã cảm thông và chia sẻ trong cái thời gian gần đây.
Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.